bao dung tuyệt đối và cũng như là chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Vâng, đây là cặp bot màu đen nha các bác, bot màu đen. Các bác sẽ tiết kiệm được 2 triệu so với cặp bot màu vàng. Đẹp xuất sắc, cũng là hàng eBay về luôn. Trước tiên em để nguyên e-can để các bác xem tổng thể của loa nha. Vuông thành sắc cạnh đẹp keng hết nha, không một vết cắn nào hết nha các bác. Hàng eBay về đúng cặp và trùng series nha. Gân zin. Hàng đấu bay về là gân zin hết nha các bác. Gân zin hết. Và đúng cặp và trùng series, vuông thành sắc cạnh. Đây cạnh vách này. Đấy. Đạt tiêu chí các bác, vừa nghi vừa trưng bày vừa ngắm nghía. Đấy. Series cặp này là 99249 nha. Đây series 99249. Nó là hàng Mexico. Lo em bao dinh tuyệt đối và cũng như là chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác có thể thấy sự nét của thùng thùng vách nha. Chín chín bốn hai chín nha, không một cắn nữa hết nha các bác. Lo em tuyển về, tuy không có nhiều nhưng mà lâu lâu cũng có hàng về nha các bác. Này vuông thành sắc cạnh hết. Thôi nói chung là vùng cái phần ngoại thất á của nó là đạt rồi các bác, đẹp rồi, vuông thành sắc cạnh hết. Giờ đến tiếng loa thì đúng cặp thì tiếng loa nó sẽ đều nhau, nguyên mộc mạc hết, ốc ác là nguyên mộc luôn. Các bác nhìn nguyên ốc này, nguyên bụi từ bên đó luôn này, chưa động như luôn này. Rồi là gân zin luôn nha. Đấy, gân zin các bác nhìn này. Bát này. Đấy, chất ốc này. Giá là 12.500.000 nha. 12.500.000, còn màu vàng là 14.500.000. Nó chỉ khác nhau cái màu thôi, cái màu nó bị đổi giá nghĩa là cung cầu á. Cái nào nó chuộng hơn thì cái vàng nó sẽ đổi giá và nó sẽ bù vào cái này nên cái vàng nó sẽ đắt hơn. Tùy thôi các bác, còn chất lượng là như nhau nha. Mình mua xài cái đen, màu đen thì nó lại tiết kiệm được 2 triệu. Còn nếu các bác bố trí nhà lo màu đen rồi thì mình chơi luôn combo màu đen luôn. Đỡ tốn 2 triệu, 2 triệu bắt các bác đầu tư dây nhựa nó sẽ ổn hơn. Còn các bác nào tài chính cao hơn, mình thích màu vàng, màu nổi trội thì mình lựa chọn cặp màu vàng. Còn màu đen là 12.500.000. Còn chuyển khoản đủ thì bớt 200 tiếp là còn là 12.300.000 bao gồm phí ship rồi. Còn cọc tiền các bác cọc khoảng 1 triệu trở lên giúp em nha. Lo đẹp mỹ mãn nha các bác. Đấy, tiếng lo này. Đấy. Bên em là chuyên hàng tuyển hàng mạng về. Rồi, cặp bot em đã quay video này là kết thúc. Bác nào muốn sở hữu cặp bot 3-1 series 3 thùng đen này thì alo cho em nha. Qua hai số điện thoại trên. Em ship hàng tận nơi. 0978338142 hay là 0965770227. Sau đây em quay chi tiết để các bác cùng xem cặp bot 3-1 series 3 thùng vàng em mới về. Đây là dòng loa bot rất là nổi tiếng, người gọi là loa quốc dân. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình. Nói về giải trí gia đình thì bot vẫn là một lựa chọn hàng đầu nha các bác. Thứ nhất là hay, thứ hai là nó bắt hút, bắt mic, và thứ ba là nó độ chống hú nó khá là tốt. Trong những dòng loa thì bot nó cải thiện giải mic khi các bác hát nó ít đỡ hú rất là nhiều nha, so với tất cả dòng loa khác. Bot nó hay ở điểm đó và tiếng nó hay, các bác vừa nghe nhạc karaoke. Và đây là cặp 301 series 3 thùng vàng, hàng đấu bay về, giá là 14.500.000, đã bao gồm phí ship, tất cả zin từ A tới Z cũng như là gân zin tuyệt đối cho các bác. Tại vì hàng eBay về là đúng cặp trùng series nha. Đây là e-can của nó này các bác, cùng xem. Đó là vuông thành sắc cạnh nha. 14.500.000, bác nào mình chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000. Còn cọc tiền các bác cọc khoảng 10%, khoảng 1 triệu trở lên nha các bác, là em sẽ giao hàng và ship hàng tận nơi tất cả các bác nha. Hay là cạnh vách em quay tỷ lượng để các bác mình xem. Đây là lấy nét rồi các bác xem nha. Xuống phía dưới. Tiếp tục cạnh tiếp theo. Cặp này series là 99444443 nha các bác. 99443. 99443 hàng Mexico nha, đúng cặp 99443.
Đây các bác cùng xem độ nét của cạnh này. Đấy. Sắc liếm nha. Xuống đây cũng vậy. Bác là chốt cầm này thì alo cho em 99443 nha. Rồi sau đây em sẽ mở e-can để các bác cùng xem tiếng loa. Thì loa đúng cặp là tiếng loa nó sẽ đều nhau. Và gân là tất cả gân zin, tại vì hàng e-bay là gân zin hết nha các bác. Bên em chuyên đấu hàng mạng về với những cặp loa boss, hàng đấu bay về và những con âm ly. Đây là đúng tiếng loa của loa, tiếng loa đều nhau. Đấy, từ loa bát. Đây, các bác cùng xem ốc ác này. Nguyên một mạc này, nhìn cái chất ốc này các bác. Đấy, nó phê. Đây là loa gân này các bác. Đó. Tiếng loa này. Đấy. Đúng cặp tiếng loa nó sẽ đều nhau. Đây loa chép. Chép phía trên. Chép phía sau. Đây, bác nào mình cần cặp 301 series 3 thùng vàng thì alo cho em nha. Giá 14 năm, chuyên con đủ thì bớt 200, còn 14.300 bao ship tận nơi. Còn cọc tiền thì các bác cọc khoảng 1 triệu trở lên thì các em giao hàng và các bác nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại. Loa thì em bảo hành nguyên zin và loa chất từ nước ngoài về, chưa qua tem sử dụng Việt Nam nha. Gân là gân zin theo loa.